Bây giờ tôi cùng các bạn sẽ cùng nhau khám phá công cụ VFO để chúng ta làm cỏ trong BodyMark. Đây là một công cụ chuyên dụng của VD đây dùng làm cỏ. Để kích hoạt công cụ này, các bạn làm như sau. Mặc định ở đây chúng ta có khối cơ bản. Bây giờ tôi chọn các đối tượng bề mặt trước. Các bạn chú ý rằng bề mặt làm cỏ chúng ta nên tăng tương đối lưới, có nghĩa là bề mặt nhiều polygon. Và lời khuyên chân thành là khu vực gần chúng ta làm cỏ, khu vực xa chúng ta bỏ đi. Nếu làm cỏ trong khu vực rộng thì máy của chúng ta sẽ rất nặng. Vì vậy, tôi chỉ hướng dẫn các bạn làm cỏ những khu vực mà chúng ta nhìn thấy gần mà thôi. Ở đây tôi chọn cả ba cái bề mặt này. Ba bề mặt gần nhất, còn xa thì tôi không quan tâm. Sau đó các bạn bấm vào đây. Chọn dòng dưới cùng, về đây. Ở đây nó không cho chúng ta tạo nhiều bề mặt một lúc, tôi chọn một bề mặt một vậy. Sau khi chọn bề mặt, các bạn bấm vào VFO. Thì lập tức các bạn thấy rằng có những cụm cỏ lên ngay ở đây. Ở đây các bạn chỉ cần quan tâm đến thông số bảng này. Các bạn quan tâm đến chiều dài đây. Cỏ thấp hay cao. Ở đây tôi cho khoảng 2 năm. Và độ dày của nó. Và các bạn cũng có thể cho phần trọng lực này âm xuống hay không, âm xuống thì uốn cong hơn, trông tự nhiên hơn. Và ben để cong, upper, xu nghiêng và biến dạng. Cái này chỉ có tác dụng khi chúng ta render lên mà thôi. Sau khi tôi tạo cỏ xong thì tôi sẽ ốp cho đối tượng vật liệu này một cái vật liệu map cỏ là ảnh. Các bạn nhấn M, tôi kéo một vật liệu VDMTF. Các bạn phóng lớn vật liệu ở đây, tôi nhấp đuốc ở đây và chúng ta nhấp đuốc vùng xanh xanh như này để hiển thị bảng này. Các bạn bấm vào ô nhỏ này, bấm vào bitmap và chọn ảnh open. Bây giờ chúng ta chọn đối tượng này cho ảnh hiển thị ngoài vùng nhìn và làm trong phần background này đi. Bây giờ tôi chọn đối tượng cỏ và gắn vào và gắn cả vào phần plane đây nữa. Tôi gắn hết các bề mặt. Và cả bề mặt này nữa. Nếu muốn gắn dễ dàng hơn, các bạn nhấn phím P, Z, thoát khỏi vùng hình camera. Rồi chọn. Nhấn M, gắn vào. Các bạn có thể UV mask cái đối tượng này nhỏ hơn. Năm, năm và năm. Tương đối như vậy. Cả những bề mặt này tôi cũng gắn. Với VFO này tôi gắn cỏ luôn. Tôi có thể kích hoạt VFO cho hai tấm này nữa. Và chọn tấm này. Kích hoạt VFO. Và gắn vật liệu cho VFO. Các bạn nhấn C. Quay vùng nhìn này và chúng ta tiếp tục render. Ở đây cho tôi đã kích hoạt vật liệu ghi đè nên nó không hiển thị map vật liệu. Để bỏ tùy chọn vật liệu ghi đè này, các bạn nhấn F10 lên và vào phần global switcher. Các bạn bỏ phần này đi, override npm và render lại. Đấy, đối tượng cỏ chúng ta. Sau khi xong chúng ta thấy cỏ chúng ta đã xuất hiện nhưng còn tương đối dày và cao. Vì vậy để chỉnh lại đối tượng cỏ này, chúng ta chọn lại verify và chỉnh lại. Tôi chọn verify ở đây và qua modify len này, tôi không cho quá cao như vậy nữa, tôi cho khoảng 15 thôi. Và tapper tôi để là không, thickness tôi để 1.5,
cỏ mỏng thôi, không dày. Và trọng lực này sẽ tăng lên xíu. Và tương tự vậy, tôi chỉnh lại đối tượng này. Đối tượng xa nhất nữa. Và phải chọn đúng VDF, đây là tôi đang chọn tấm plane dưới. Bây giờ chúng ta cùng nhau render lại. Sau khi render xong, tôi thấy cỏ tương đối hợp lý rồi. Đây là các thông số render test thử, vì vậy đối tượng chúng ta hiện chưa rõ nét lắm. Nhưng mà nhìn chung, cường độ cỏ, độ cao tôi thấy tương đối hợp lý. Còn vùng xa này chúng ta không cần quan tâm, bởi vì trong quá trình làm hậu kỳ Photoshop chúng ta sẽ xử lý nó sau. Hy vọng với VDFR này các bạn sẽ có một phương án khác để render và thiết lập môi trường cỏ cho những cái mặt đất và đối tượng ngoại cảnh.